Alo, chào các bạn. Mình sẽ nói về một cái lỗi nhỏ mà các bạn tập guitar sẽ hay bị mắc phải. Đó là cái sự vội vàng của mình. Khi mà các bạn tập một cái câu cụ thể hoặc một cái bài mới nào đó, các bạn chỉ vừa mới vỡ nốt ra, mình vừa mới đánh được trơn tru có thể là một hai lần gì đó, và mình vẫn chưa thẩm thấu được nó. Có nghĩa là mình chỉ đánh được thôi, trơn tru thôi, đánh một hai lần, ok. Đó là mình vội vàng. Cái sự vội vàng ở đây là mình cho đi qua một bài khác, có nghĩa là mình nghĩ rằng là mình đã đánh được rồi, trả bài rồi, thấy ổn rồi, cho qua bài khác. Nhưng đó là mình chưa kể về cái việc nếu như thay đổi tempo hoặc là mình sẽ thay đổi tông nó sẽ như thế nào nha. Còn chưa cái gì hết là mình đã vội vàng cho qua đi bài khác. Cái sự vội vàng ở đây là cái gì? Có nghĩa là khi các bạn tập cái bài đó vừa mới trơn tru thì cái lúc này này cái trình độ của mình nó vẫn chưa tăng lên, nó vẫn đang ở cái thời điểm bắt đầu của cái bài tập đó. Ok, thì mình chỉ vừa mới đánh trơn tru đánh được thôi, cái mình cho đi qua bài khác. Thì khi qua bài khác mình chưa cái trình cái bài đó nó chưa giúp cho mình tiến bộ lên, thì mình đi qua cái bài khác thì có phải mình sẽ làm lại từ đầu không? Đó là cái việc nôn nóng của mình, là vội vàng của mình. Rồi cái mình đi qua một cái bài khác thì cái trình độ của mình cũng ngay tại thời điểm mà bắt đầu bài cũ đó, và nó sẽ dùng cho ngay cái bài mới đó. Thì rõ ràng là cái bài mới, cái bài cũ đó mình không có lợi ích gì hết trơn. Cho nên mình sẽ bắt đầu lại từ đầu khi qua cái bài mới. Chính vì điều này, ngay cái chỗ này nó sẽ làm cho bạn mất thời gian. Thay vì cái bài cũ đó mình đánh cho chín chắn, là đánh cho nhiều lần lên. Thí dụ như đánh lần lần này, trong ngày hôm nay mình sẽ mang một cái cảm giác khác. Và khi qua cái ngày hôm sau hoặc tuần hôm sau, mình sẽ cảm nhận theo cái cách khác. Mình sẽ cảm thấy nó ồ à, mình sẽ cảm thấy nó phê hơn, ví dụ như vậy, cảm thấy nó đã hơn. Đó là cái việc mà mình nghĩ rằng là mình đã trải nghiệm nhiều lần. Cũng giống như các bạn coi một cái bộ phim, coi lần một thì mình chưa hiểu được gì hết, chưa thẩm thấu được hết, nhưng mà coi lần hai, lần ba thì các bạn sẽ mang một cái cảm giác khác. Hoặc là một cái cuốn sách nào đó, khi các bạn đọc một lần các bạn cảm nhận theo chiều hướng khác, bạn hiểu theo chiều hướng khác. Nhưng mà khi đọc qua lần hai, lần ba thì mình lại trải nghiệm với một cái cảm giác khác. Mình nói về những cái vấn đề này mình không có huyễn hoặc hay là sâu ấp bản thân gì hết trơn, nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Nghĩa là mọi thứ nó có tính chất liên đới với nhau, thì trong tập đờn cũng vậy, trong trong cái tập guitar cũng vậy. Để khi cái bài đó nói về cái việc mà tính chất mà đi lên, cứ mỗi lần mình đi đi qua cái bài sau như vậy, nó có tính chất khó hơn, nó có tính chất liên đới với nhau, thì cái bài đầu mình làm ok tốt hơn thì mình nó nâng lên trình độ của mình một xíu để cho qua cái bài hai nó sẽ trơn tru hơn. Thay vì cái bài một mình chỉ vừa mới vỡ nốt xong, đánh một hai lần gì đó chưa có cảm nhận được hết của nó, cảm nhận được hết cái ý nghĩa của nó, thì mình đã vội vàng cho đi qua cái khác, trong khi cái trình độ mình nó không nâng lên. Có nghĩa là nó vẫn giống như cái thời điểm bắt đầu của cái bài bài cũ đó, mình đi qua một cái bài mới. Như vậy là mình sẽ làm lại từ đầu. Mình sẽ làm lại từ đầu, từ cái thời điểm trình độ mà ngay chỗ đó. Điều đó mình đang làm mất thời gian của chính mình. Ok, chúc các bạn nghe vui vẻ.